mỗi một cái video ra là một cái công sức, một cái tâm huyết, dù nó là đẹp hay xấu, chuẩn không chuẩn gì đó, thì cái đó cũng là cái công lao của mình bỏ ra để mà up lên đấy các bạn. Thì mình cũng mong là được cái sự mà đón nhận của tất cả mọi người. Và mình cũng không quên gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị em trong thời gian qua đã ủng hộ mình. Thân chúc tất cả mọi người luôn gặp nhiều may mắn, niềm vui trong cuộc sống. Và hôm nay cái kiểu tóc này là bombadu gì đây. Tiếng Anh này mình dốt, mình đọc chỉ là đại khái thôi. Bước phay đây thì các bạn thấy rồi, nó quá nhàm, thật sự nó quá nhàm đi. Mình sẽ tắt ha. Cái tóc này nếu các bạn nhìn, nếu mà ngay từ đầu mà nếu mà không có bị cắt mà phạm cái đường kẻ đó, cái chia ngôi đó, thì cắt cái dòng undercut rất là đẹp. Nhưng mà tại vì giai đoạn đầu đó là nó bị phạm, quá phạm rồi nên bắt buộc phải chuyển sang cái bombado vậy đây. Mình đọc nếu mà có sai các bạn đừng có cười mình nữa. Tại vì mình đọc mình không biết mình đọc đúng hay không nữa. Nhưng mà thấy nó cũng được, cũng không có gì gọi là nó quá xấu quá tệ đi. Cũng như mình nói đó, nếu mà để mà up một cái clip mà tóc một khách hàng mà tóc nó hoàn chỉnh ở từ khuôn mặt cho đến dốc dáng hay là cái kiểu đầu, để kiếm được hoàn chỉnh nó rất là khó. Bây giờ các bạn nên nhớ là cái kênh của mình và những clip của mình nó chỉ mang cái tính chất tham khảo như mình từng nói đó. Thì những cái bước cắt nó như vậy, nó đại khái nó như vậy thôi, nên mình chọn những khách hàng mà nó tạm tạm, nó được được cũng được rồi, không đến nỗi nào thì mình cứ up lên. Chứ còn nếu mà để như mà chọn một cái người thực chất này, gọi là người mẫu đó, thì nó có mà chứ không phải là không có, nhưng mà rất là ít ha. Để các bạn chỉ xem là chỉ xem ở cái cách làm nó như vậy thôi. Tuy rằng clip thì vẫn xả vẫn tắt bình thường, nhưng mà ở từng cái bước đó mình cũng có trích vài giây đó, thì các bạn thấy nó rất là rõ, thì nó y ra như vậy đó, thì cứ làm tới thôi. Phải ở ngoài mà cắt được mà nhanh như xả vậy ha, ngày cắt biết nhiêu cái tóc nói rồi. Kiểu tóc thì các bạn thấy mình nói chung mình cũng xem, mình cũng tìm hiểu nhiều lắm, nhưng mà thấy nhiều kiểu nó nà ná giống nhau, nhưng mà tên gọi nó khác nhau. Đây là đôi lúc mình đặt cái tiêu đề để nó không có đúng với là cái kiểu đó, thì các bạn có thông cảm mà, để mình xin một cái số góp ý gì đó để mình đặt cái tiêu đề cho nó chuẩn, cho nó cũng không có gì, tại vì nó quá đa dạng. Nếu mà tiếng Việt thì nó quá dễ, còn tiếng nước ngoài thành ra nó có gì đó, nó xào xáo sao đâu.
trình độ thì không có, tiếng Việt nó chưa rành nữa mà lên đây rồi đặt những cái tiêu đề đôi lúc mình không biết nó là cái gì luôn. Mình từng nói là khoảng tháng 8 đó mình sẽ lên Sài Gòn mình làm. Nhưng mà đây tới đó nếu thực chất nếu mà không có gì thay đổi thì chắc chắn sẽ tháng 8 sẽ đi. Nhưng mà đây tới đó không biết có cái gì thay đổi không nữa, mình cái đó mình chưa có chắc ăn ha, chưa có tuyệt đối thôi. Thì khi nào mà chắc chắn mà đi á thì mình sẽ làm riêng một cái clip nói chung là thông báo cho những anh em nào mà thích người ta biết. Lúc trước có người mà các bạn biết nhắn tin hỏi là anh ơi cái nghề tóc nam này khi mà học rồi ra nghề làm đấy rồi có nuôi sống bản thân hay không, các bạn thấy câu hỏi rất là thiệt tình. Mình cũng trả lời nó quá dễ dàng đi, nuôi sống bản thân thì nó quá khỏe, thật sự nó rất là khỏe luôn. Vì mình tính giả sử hiện tại đang ở quê nè, ở quê các bạn ngày làm 200.000 300.000 thôi thì xài gì hết. Đừng có chơi cờ bạc hay số má gì thôi, cà phê nữa hay nhậu nhẹt chút đỉnh thôi, rất là khỏe ha. Kêu bằng ta kêu là cuộc sống mà tành tàn đấy. Xong rồi cứ hỏi tiếp là như vậy rồi có sau này có vợ con rồi nhắm sống nổi không. Trời ơi mà các bạn biết hỏi liếc mà mình thấy cười riết mà mình bực luôn, bực mà bực cười chứ không phải là bực mà nóng giận. Đâu có nghe cỡ 100 mấy tin nhắn cứ dây xoay quanh vấn đề là anh ơi nuôi sống bản thân nổi không, nuôi sống vợ con nổi không. Mình không biết là người ta trêu mình hay là hỏi thiệt tình, thật chất là không hiểu nổi luôn. Trả lời riết mình trả lời hết nổi luôn rồi mình bơ luôn, cho giờ trả lời cái gì nữa. Giờ chứ hai câu hỏi đó mà cứ hỏi vòng 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 rồi mình cũng có nói bây giờ nếu mà em thắc mắc thì em cứ lên mạng đấy em xem, mà những cái barber shop, những cái salon lớn của anh em ta làm đó, không phải chỉ là riêng là không phải chỉ đơn giản là nuôi sống bản thân, nuôi sống vợ con, thậm chí người ta làm giàu thì chính những cái kéo, những cái tông đơ thật chất là có rất là nhiều. Mình giải thích cặn kẽ mà cứ anh ơi nuôi sống bản thân nổi, nuôi vợ con lâu lâu nhớ lại có thích cười. Các bạn thấy cái cây mà đang bấm viện đó là cái cây Venus của Trung Quốc đấy. Nhưng mà khi mà mài dũa lại các bạn thấy nó bấm cũng rất là sắc ha. Còn nếu mà mua về mà để nguyên bản thì thua, không ăn uống gì hết. Anh chị em nào mà ở Sài Gòn hay là ở Bình Dương hay là vòng vòng cái khu vực Sài Gòn đó mà cũng từng hỏi mình là chừng nào lên để mà vô học đó, thì nếu mà các bạn mà chờ được đó thì mình rất là vui. Còn nếu mà cảm thấy thời gian nó lâu đó thì các bạn cứ việc học những cái nơi nào mà mình thích đó, cái đó là cái quyền tự do ha, không có ai mà ép ai hết, học ở đâu cũng học thôi. Nam nữ mình đều nhận hết ha. Và đặc biệt á khi mà cũng có một số anh em cũng đang làm đấy, cũng đang làm nghề đó, nhưng mà cũng nhắn tin hỏi là khi nào mà anh lên đó rồi
cho vô làm chung, vừa làm vừa học thêm đó, thì mình rất là hoan nghênh ha. Và chắc chắn một điều nó sẽ xảy ra, có nghĩa là khi mình lên trển làm thì mình sẽ đăng một cái clip trên YouTube này, giả là Zalo hay là Facebook, để mà tuyển thợ nam nữ gì đó, chắc chắn sẽ có ha. Tới đó các bạn nào có nhu cầu mà thích làm chung với mình đó thì mình rất là vui. Còn vấn đề mà không cần biết ai là làm lâu hay mau, kinh nghiệm 5 năm, 3 năm, 1 tháng, 2 tháng thì mình không cần biết. Có nghĩa là không phải riêng mình, các bạn biết rồi, bây giờ giả sử mình tuyển thợ vô thì mình sẽ test nè. Cắt thử cái tóc này coi, nếu được mình nhận. Còn nếu không được thì anh em có thể tìm những nơi khác. Đây thì cái tiêu chuẩn của mỗi người nó mỗi khác thôi. Mình đừng nói mình cũng không lạ gì hết, mình cắt nữa các bạn thấy nó cũng có tầm chung chung thôi, thậm chí còn bị chê rất là nhiều nữa. Nên mình do cách làm, cách nhìn nhận của mỗi người khác nhau thôi, chứ nó không có cái gì. Đây các bạn thấy nó dốc chút xíu xong rồi nè. Các bạn thấy sào ót nó có, sào gáy nó có một cái đốm trắng ha, đây là cái cục gù nè. Nếu mà để mà nó đen lại nữa thì khi mình nhìn cái mặt ngang đó là cái chỗ đó nó sẽ chìa ra. Các bạn thấy chải nó cũng đơn giản, kêu tóc nó cũng nói chung là mình thấy nó cũng lịch sự thôi chứ không có cái gì ha. Thì cũng như mọi khi, cũng như câu nói trong mọi clip đó, mình cũng cảm ơn tất cả mọi người đã vô tình hay cố ý gì xem được cái clip. Giờ qua đây đó mình cũng có gì đó mình hy vọng có gửi gắm đến những anh chị em nào mà cần cái gì đó thì không sẽ biết được thông qua cái video này và những cái video đã từng up các bạn. Và trong tương lai, trong thời gian tới mình vẫn làm, tiếp tục làm. Làm đến khi nào mà mình không còn phải làm nữa. Rồi hết rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Thân ái và tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.